Mến chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn trở lại với kênh của Mr. Hành. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20 giờ vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu rồi ha. Mình quay video này thì hôm nay thì sẽ tiếp tục cái bài thứ năm ha. Trong cái loạt video mình chia sẻ về bất động sản ABC thì hôm nay cũng là một chủ đề cũng khá là quan trọng. Đây hiện tại mọi người nhìn thấy đây là cái Google Map của Meta Hành ha. Đó, đây này, chắc chắn là mọi người sẽ có được cái này. Đây mọi người nhìn này. Đó, ở trong cái điện thoại của chúng ta thì một số những cái ứng dụng. Đấy, sử dụng cái điện thoại smartphone đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ có là cái mục đó là Google đúng không? Và mấy cái mục Google thì chúng ta có cái mục đó là Google Map này, chúng ta vào đây. Đó. Như ở cái bài thứ 4 mình có giới thiệu là chúng ta sử dụng công nghệ để chúng ta test quy hoạch đấy, ở ngay tại nhà chúng ta có thể là test được ha. Đó thì ở cái bài hôm nay thì sẽ là sử dụng cũng là công nghệ ấy, một chút công nghệ ha. Đúng ra thì khi mà chúng ta đi xem đất á, chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ để chúng ta ghi chép vào đấy cái lô đất đó nó ở vị trí là xã nào đó ha. Ở xã nào, rồi số tờ số thửa bao nhiêu, rồi diện tích của nó bao nhiêu, rồi giá cả là bao nhiêu. Đấy để chúng ta đi so sánh đúng không? Đấy, cái đầu của chúng ta nhanh quên lắm để chúng ta lưu lại. Đấy, thay vì mình ghi một cuốn sổ thì chúng ta sẽ lưu trực tiếp vào trong cái tài khoản là Google Map luôn ha. Thì chắc là cái khâu mà đăng nhập vào một cái Google Map này chắc là Minh Anh không phải hướng dẫn nữa ha. Đấy. Bởi vì cái đó thì nó rất là dễ rồi, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng một cái điện thoại thì chắc chắn một điều là họ sẽ bắt tạo một cái Gmail và đăng nhập vào đó. Đấy, ví dụ như hiện tại Mỹ Thành đang sử dụng cái Gmail này là khám phá bản thân 2018@gmail.com đó. Thì khi mà chúng ta đăng nhập vào đó thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta lưu cái gì. Đấy. Thôi không dài dòng nữa nhá, vào chủ đề chính này. Đó. Mình lấy ví dụ là khi Mỹ Thành có thể là mình đi xem ví dụ hiện tại mình đang ra ở đằng sau này mình xem một cái lô đất. Đó, một cái lô đất này ha. Đấy ví dụ như lô này là ngang 5 dài 30 chẳng hạn. Đấy, hiện tại thì đang là đất lúa. Đó. Đấy, hiện tại đang là đất lúa ha. Và cái diện tích của nó là 150 mét vuông. Ồ sao lại cứ nhảy tùm lum thế này. Đó, nằm im cái nào. Đó. Đấy, ở đây thì ngang đằng sau khu công nghiệp Xuyên Á này. Đó. Đây, ôi đâu rồi? Lại chạy mất tiêu đâu rồi. Đó. Ha, ví dụ như mình đứng ở cái vị trí này ha. Ôi sao lại cứ chạy tùm lum thế này nhỉ? Thì khi mà chúng ta xác định được cái vị trí là hiện tại mình đang đứng thì mình sẽ nhấp dí vào cái nút mà hiện tại đang xanh xanh đang dò cái vị trí của mình đó. Thì mình nhấp vào đó khoảng 3 đến 5 giây. Khoảng 3 đến 5 giây thì nó sẽ hiện lên một cái tích ha. Này mình dí này. Đó. Dí vào 3 đến 5 giây thì mình sẽ hiện lên một cái tích. Đó. Đấy. Thì các bạn nhìn ở phía bên ôi da, đâu rồi? Thứ nhất là chỉ đường, thứ hai bắt đầu gọi, chia sẻ và lưu. Đó, thì bên mình sẽ sử dụng cái này hiện tại thì mình đang sử dụng là cái phần mềm là Android nhá, chạy trên hệ điều hành Android. Thì khi mà chúng ta chạy trên hệ điều hành của iPhone á, iOS gì đó, iOS thì chắc chắn là nó có khi nó sẽ thể hiện khác đấy, nhưng mà cái biểu tượng thì mình nghĩ thì nó sẽ giống thôi đó ha. Đấy, cái này mình vào cái mục lưu này, mình sẽ lưu cái vị trí đó. Thì khi mình bấm vào cái nút lưu nó sẽ hiện lên một loạt. Đây, ví dụ như mình có lưu một số những cái địa điểm mình đến này. Đó ha. Này, một sạc trung lập này, hay là mặt tiền kênh nước lập này, mặt tiền hướng lộ 2 này. Đó. Thì khi mình vào đây thì mình sẽ bấm vào cái mục đó là tạo cái danh sách mới. Đây. Nha. Đó. Ha. Thì cái danh sách này thì mình đặt tên cho nó, ví dụ như là lô 530. Đó. 5 nhân 30. Cái này là ở Mỹ Hạnh Bắc ha. Mỹ Hạnh Bắc này. Đấy, Long An chẳng hạn. Đó. Ha.
Đấy thì thêm một số những cái dòng mô tả về cái danh sách này. Đấy, ví dụ như là lô đất này đã có thổ cư chưa? Mình lấy ví dụ như là diện tích. Đấy, ví dụ như là lô này nó vuông vức thì là diện tích của nó là 150 mét ha. 150 mét vuông. Đó. Chưa thổ cư. Chưa thổ. Đó, đang là đất lúa chẳng hạn. Đấy, ha. Số tờ bao nhiêu? Đây, ví dụ như là tờ 25. Đấy, số thửa là 52 chẳng hạn. Đấy, mình lấy ví dụ ha. Đấy. Rồi số tờ, số thửa, rồi số tiền. Đấy. Giá là 1 tỷ chẳng hạn ha. Đấy. Đấy. Thì nói chung mình có thể là ghi nhiều hơn. Đấy, mình làm sao mà mình đưa hết những cái thông tin này. Đấy, có thể là nói là một chẹt nó đi vào tỉnh lộ ha. Mình ghi tỉnh lộ 824. Đấy, ví dụ như là 824 vào 300 m ha. Thì sau khi mình bấm một số những cái thông tin xong thì mình bấm vào cái mục đó là tạo này ha, công khai đi. Đây, ở đây nó có ba chế độ, thứ nhất là riêng tư, thứ hai là đã chia sẻ, thứ ba là công khai. Đây mình có thể tạo này đó. Riêng tư cũng được, riêng tư thì chỉ mình xem thôi. Còn khi mình tạo này thì có thể là nhiều người sẽ xem được cái lô này đó. Ha, đấy rồi, ok. Đấy, không chia sẻ đâu. Đó. Thì khi mình muốn xem thì mình vào cái mục là đã lưu này. À. Này, đó, thấy chưa? Mình mới lưu một cái địa điểm này. Đó là lô 530 Mỹ Hạnh Bắc Long An này, đấy. Thì khi mình cần những cái thông tin thì mình sẽ vào đây để mình xem thôi. Đó này, mọi người nhìn thấy này ha. Diện tích 150 này, chưa thổ cư này, lúa này, từ 25 thửa 52 này, giá 1 tỷ này. Đó, tỉnh lộ 824 và 300 m này. Đó. À, mình có thể là ghi ngày luôn ha. Đấy, mình có thể là chỉnh sửa lại là mình có thể là ghi hôm nay là ngày bao nhiêu chẳng hạn. Mình đi xem. Đây, ví dụ như là ngày rồi, ok, lưu đó. Đấy thì đó là cái việc mà chúng ta sử dụng cái anh Google Map này, nó rất là hay đấy. Bởi vì khi mà chúng ta xem một cái lô đất này ha, mình sau này mình có thể là mình ví dụ như mà hôm nay mình chưa đi mua được cái khu vực đó, để mình chưa mua được lô nào, thì mình sử dụng cái này để mình lưu lại tất cả những cái thông tin, và ví dụ như sau 2 3 tháng mình đi lại là mình xem được là cái giá nó thay đổi như thế nào đấy ha. Ví dụ như là bây giờ nó bán 1 tỷ, nhưng mà có khi 2 3 tháng sau mình quay lại thì nó lại bán lên 1 tỷ 2 thì sao, đúng không? Mình cũng biết được là cái khu vực đó nó tăng trưởng là tốt như thế nào đó. Thì đó là cái một cái ứng dụng là sử dụng cái Google Map nó cũng rất là hay đó. Hoặc là chúng ta sử dụng một cuốn sổ để ghi chép lại ha. Đấy, cũng có thể là chúng ta sử dụng là cái Zalo đấy. Thì cái đó thì nó cũng là rất là hay. Sử dụng cái Zalo thì nó sử dụng cái Zalo để mà chia sẻ được cái vị trí. Đấy thì cái đó chắc là nhiều anh bên môi giới thì sẽ biết cái vấn đề đó. Thì cái này thì mình muốn là chia sẻ một số những cái thông tin mà nó là rất là cơ bản để khi khi chúng ta đi xem một lô đất đó, chúng ta muốn là lưu lại cái thông tin đấy. Bởi vì cái đầu của chúng ta nó nhanh quên lắm, cho nên là chúng ta sẽ lưu lại ha. Đấy thì cái bài hôm nay thì mình muốn là chia sẻ một cách gọi là nho nhỏ vậy thôi, để cho mọi người có thể là ứng dụng ha. Cái này khi mà chúng ta đi xem đất thì không cần phải mang theo một cuốn sổ nào hết, thì chúng ta cũng có thể là lưu lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta cần biết.
để mà sau này chúng ta có cái để mà còn so sánh đúng không? Đấy, ví dụ như mình về nhà mình xem lại à cái lô này là nó nằm ở cái vị trí đó. Đấy, 530 diện tích là chừng đó mà 1 tỷ. Đấy, đi lên một cái lô khác. Đấy thì cũng cái diện tích đó nhưng mà đi vào sâu hơn, nhưng mà lại họ lại bán là có thể là bán là 1 tỷ 150 chẳng hạn. Đấy thì mình cũng biết được là à thế là cái lô dưới kia ok hơn đúng không? Nói chung thì cái này chủ yếu là mình lấy cái tư liệu để mình so sánh, để mà mình quản lý những cái lô đất của mình, cũng như là mình đi xem những cái lô đất để mình lưu lại những cái thông tin đó để sau này mình còn đi khảo sát thị trường nhiều hơn ha. Đó. Thì hôm nay xin phép tạm dừng ở đây thôi. Thì ở cái bài tiếp theo á thì mình muốn là chia sẻ cả nhà đến là một số những cái loại đất, ví dụ như là cái đất cũng là đất thổ cư nhưng mà nó có rất là nhiều dạng. Đó, thì cái dạng nào nó phù hợp với là những cái hình thức đầu tư như thế nào. Đấy mình lấy ví dụ là ví dụ như cũng là đất thổ cư. Đấy, nhưng mà nó lại thuộc cái dạng gọi là khu dân cư hiện hữu chẳng hạn. Đấy. Thì nó khác với là khu dân cư mới. Đấy, nó khác với là khu dân cư kết hợp sản xuất. Đó. Cho nên là nó cũng có khá là hay ở cái đó. Thì hôm sau mình sẽ giới thiệu đến cả nhà là cái đó. Để cho mọi người cũng biết thêm một chút về cũng là đất thổ cư nhưng mà nó sẽ có những cái dạng là như thế. Và trong những cái dạng đó thì mình sẽ làm được cái gì ở trên những cái dạng đó ha. Đấy, cũng là có khi là khu dân cư xây dựng mới nhưng mà có những chỗ thì họ sẽ cho xây dựng à, đấy, còn những chỗ thì họ lại không cho xây dựng đấy, thậm chí là họ chỉ cho phép là xây dựng tạm đó. Thì cả những cái lô đất đó thì nó sẽ không có giá trị bằng là những cái lô đất mà nó thuộc cái dạng gọi là khu dân cư hiện hữu. Đấy thì nó lại có những cái sự khác biệt là như thế. Đấy, cho nên là chúng ta hẹn gặp lại cả nhà ở cái video đó ha. Thì hôm nay cái video này thì mình làm ngắn gọn vậy thôi. Đấy. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Rồi chắc là mình xin tạm dừng ở đây nha. Và cả nhà đừng quên like và đăng ký kênh để nhận video mới mỗi ngày từ Mr. Hành nha. Đấy, nhớ hãy nhấn cái nút chuông ở phía bên tay trái. Đó. Đây này, mình vào cái này để mà chia sẻ với cả nhà một chút luôn. Đấy, này là YouTube nha. Đó, khi vào YouTube thì chúng ta ví dụ như mình xem cái bên này có cái nút đăng ký nha. Phía bên tay phải này có cái nút đăng ký này, chúng ta ấn đăng ký vào đây. Đây do kênh của mình nên là mình không đăng ký được. Đó, ha. Và khi mà bấm đăng ký xong nó sẽ có một cái nút chuông. Chúng ta nhớ bấm vào. Đó, chúng ta nhớ bấm cái nút chuông nó vào để mà khi mà có video mới thì nó sẽ thông báo đến mọi người là sớm nhất nha. Đấy. Ok nha, Mr. Hành xin tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Đấy, hẹn gặp lại ở nhà cái bài số 6 nha. Ok, trong cái chuỗi bài này nói chung là nhiều lắm. Cứ từ từ khám phá hết những cái bí mật ở trong bất động sản. Mr. Hành sẽ chia sẻ hết cho mọi người những cái gì mà mình biết. Đó, rồi cảm ơn cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Và nhớ chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem nhé. Đây này, có nút chia sẻ này. Đó. Có thể là chia sẻ lên Facebook, có thể là chia sẻ bằng Messenger, rồi Zalo, rồi nhiều lắm ha. Ok, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye nha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha.